căn cứ không quân Nga ở Crimea bị tấn công, kho đạn phát nổ. Mỹ ngày càng lo ngại đà tiến của Nga làm xoay chuyển cục diện xung đột Ukraine. Tầm ảnh hưởng của Thủ tướng Slovakia trước khi bị ám sát hụt. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 16 tháng 5, Kyiv Post dẫn thông tin từ phong trào Artec cho biết, một kho vũ khí tại sân bay Belbek, căn cứ chính của không quân Nga ở Crimea, đã bị thiệt hại đáng kể sau cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào rạng sáng cùng ngày. Cuộc tấn công đã dẫn đến vụ nổ kéo dài tại kho tên lửa và vũ khí đạn pháo chính, gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng sân bay Belbek. Các vụ nổ khác cũng gây thêm tổn thất trên khắp sân bay. Kho vũ khí bị tấn công là nơi chứa hầu hết bom và tên lửa được sử dụng cho các máy bay ném bom chiến đấu Su-27, Su-30 và MiG-31. Đây là những chiếc máy bay từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào rạng sáng ngày 16 tháng 5, máy bay không người lái và tên lửa đã bị đánh chặn trên 4 khu vực của Nga, trong đó có các cuộc tấn công nhắm vào bán đảo Crimea. Tại vùng Ben Gurion, các quan chức Nga cho biết có 2 người bị thương khi các hệ thống pháo phóng loạt khai hỏa vào thành phố Sebekino. Cuộc tấn công đã làm hư hại 8 ngôi nhà và một số ô tô. Thống đốc vùng Sevastopol ở Crimea xác nhận các mảnh vỡ từ một tên lửa bị bắn rơi đã làm hư hại một số ngôi nhà và một ô tô, trong khi sóng xung kích làm vỡ 6 cửa sổ. Không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công. Các vụ đánh chặn máy bay không người lái đã xảy ra trên các khu vực Tula, Bryansk và Kaluga, không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại tại các khu vực này. Trước đó, rạng sáng ngày 15 tháng 5, đã xảy ra một số vụ nổ và các đám cháy kéo dài nhiều giờ ở sân bay Belbek sau cuộc tấn công tầm xa mà phía Nga cho là do Ukraine tiến hành bằng tên lửa Artak. Truyền thông địa phương ghi nhận hơn 20 vụ nổ với cường độ khác nhau có thể nghe thấy được ở khu vực lân cận sân bay Belbek. Loạt vụ nổ bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương và kéo dài 10 phút. Các quan chức Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn tất cả tên lửa Artak nhắm vào sân bay Belbek, nhưng một số quả tên lửa đã phát tán bom chùm, khiến cơ quan chức năng phải phát cảnh báo tới người dân. Trước tháng 2 năm 2022, lực lượng không quân Nga thường bố trí từ 20 đến 40 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom tại Belbek. Căn cứ không quân Belbek ở thành phố Sevastopol hiện là nơi đồn trú nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm Su-27 và Su-30 cũng như MiG-31. Trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều hoạt động tác chiến đường không của quân đội Nga đã được tiến hành từ căn cứ chiến lược này, gây ra thiệt hại lớn cho phía Ukraine. Căn cứ không quân Belbek từ lâu đã được coi là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Với việc nhận được tên lửa Artak tầm xa, có dự đoán cho rằng Kyiv sẽ tăng cường tấn công cơ sở chiến lược này. Chỉ 18 tháng trước, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã tranh luận về việc liệu lực lượng Nga ở Ukraine có thể sụp đổ và bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi Ukraine hay không. Tuy nhiên, hiện tại, sau nhiều tháng Nga đạt được những bước tiến chậm chạp trên bộ và những bước nhảy vọt về công nghệ trong việc chống lại vũ khí do phương Tây viện trợ cho Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như ngày càng lo ngại rằng Moscow đang thu thập đủ động lực để thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến và có lẽ sẽ đảo ngược tình thế ảm đạm. Những ngày qua, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công mới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, buộc Kyiv phải điều lực lượng từ các mặt trận khác đến chi viện. Điều này khiến phòng thủ của Ukraine vốn mong manh giờ càng bị kéo căng. Pháo binh và máy bay không người lái do Mỹ và NATO cung cấp đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Tuy được triển khai muộn, nhưng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã chứng tỏ được hiệu quả đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó, sự trì trệ viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine giúp Nga có thêm lợi thế. Do sự chậm trễ viện trợ của Mỹ, Nga đã có thể đạt được lợi thế lớn về pháo binh trước Ukraine. Việc Ukraine thiếu hỏa lực phòng không cũng cho phép Nga sử dụng sức mạnh không quân của mình một cách dễ dàng hơn, tấn công các phòng tuyến của Ukraine bằng bom lượn. Chuyên gia về Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, ông Michael Kaufman nhấn mạnh, Nga không thể duy trì tất cả các lợi thế đó mãi mãi. Chính vì thế, Moscow sẽ ra sức tiến công trong mùa hè này. Ông Kaufman nói, năm 2024, quân đội Nga có lợi thế về vật chất và sáng kiến chiến lược, mặc dù nó có thể không mang tính quyết định. Năm nay là một cơ hội mở ra cho Nga, nhưng nếu quân đội Nga không thể biến những lợi thế này thành lợi ích trên chiến trường và tạo động lực thì rất có thể cánh cửa này sẽ bắt đầu đóng lại khi bước sang năm 2025. Theo vị chuyên gia này, Nga có thể mất đi một số lợi thế khi Ukraine tiếp nhận nguồn viện trợ bổ sung từ phương Tây và Ukraine huy động được thêm lực lượng trẻ nhập ngũ. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc đó, rất khó để dự đoán về khả năng của Kyiv
trong việc giữ phòng tuyến trước các đợt tấn công dồn dập của Nga. Ukraine được cho là chỉ có thể tiến hành một đợt phản công mới vào năm sau. Dù là tạm thời hay không, đà tiến mới của Nga được thể hiện rõ nhất ở Kharkov. Theo cảnh báo của một số chuyên gia, mục tiêu chiến lược thực sự của Nga ở Kharkov là buộc quân đội Ukraine phải điều lực lượng để giữ phòng tuyến cho Kharkov. Từ đó, phòng tuyến ở những nơi khác bị suy yếu. Điều đó có thể tạo cơ hội cho một động thái khác của Nga vào tháng sau tới tại Donbass, miền đông Ukraine. Ông Kofman nói, mục tiêu tấn công của Nga có thể sẽ thu hút lực lượng dự bị và các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine, sau đó khóa chân họ ở Kharkov, từ đó làm suy yếu các mặt trận khác của Ukraine. Mục tiêu chính của Nga vẫn là kiểm soát các phần lãnh thổ còn lại của Donbass. Chiều ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã phải nhập viện sau khi bị tấn công. Cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia đều tuyên bố vụ tấn công nhắm vào Thủ tướng Fico là mang động cơ chính trị. Ngày 16 tháng 5, đài BBC dẫn lời Phó Thủ tướng Tomas Taraba xác nhận ông Fico hiện đã vượt qua cơn nguy kịch với tiên lượng tốt. Báo chí Slovakia đưa tin, nghi phạm là một người đàn ông 71 tuổi, cựu nhân viên bảo vệ tại một trung tâm mua sắm, đồng thời là tác giả của 3 tập thơ và là thành viên của Hội Nhà văn Slovakia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ động cơ của đối tượng này, tay súng tấn công Thủ tướng Fico đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. Ông Robert Fico, sinh năm 1964 tại Slovakia, khi đó còn là tiệp khắc. Thủ tướng Robert Fico là đại diện của Cộng hòa Slovakia tại Tòa án Nhân quyền châu Âu ECHR giai đoạn 1994-2000. Sau khi bị Đảng Dân chủ cánh tả, những người thừa kế chính trị của Đảng Cộng sản từ chối cho ông giữ chức vụ bộ trưởng, ông Fico đã thành lập Đảng Sømmer SSD vào tháng 11 năm 1999. Theo hãng tin AP, năm 2006, ông Fico bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng đầu tiên từ năm 2006-2010 sau khi Đảng Sømmer SSD giành chiến thắng vào năm 2006. Năm 2012, Thủ tướng Robert Fico một lần nữa đắc cử và bước vào nhiệm kỳ thứ hai trong sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Fico đã từ chức vào năm 2018 trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra sau vụ sát hại nhà báo điều tra Jan Kuciak và vợ sắp cưới vì đã vạch trần nạn tham nhũng trong chính phủ. Năm 2023, ông Robert Fico trở lại làm Thủ tướng Slovakia trong nhiệm kỳ thứ ba. Theo kết quả sơ bộ công bố tháng 9 năm 2023, Đảng Sømmer SSD của ông Fico chiếm gần 23% phiếu bầu. Điều này giúp cựu thủ tướng 59 tuổi được trao quyền đàm phán, thành lập một liên minh chính phủ mới. Ông Robert Fico đã giữ chức Thủ tướng Cộng hòa Slovakia tổng cộng 10 năm trong suốt 3 nhiệm kỳ vừa qua, lâu hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào. Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chuyển hướng chính sách đối ngoại của nước này theo hướng ngả về phía Nga hơn thay vì phương Tây. Ông cũng đã khởi xướng cải cách luật hình sự và cải tổ các cơ quan truyền thông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khiến nền pháp quyền Slovakia bị suy yếu. Trong 3 thập kỷ hoạt động chính trị, ông Fico, 59 tuổi, đã khéo léo đan xen giữa các quan điểm chính thống ủng hộ châu Âu với chủ nghĩa dân tộc chống EU và Mỹ, đồng thời thể hiện lập trường sẵn sàng thay đổi góc nhìn, tùy thuộc vào dư luận hoặc thực tế chính trị ở Slovakia. Ông có quan điểm quyết liệt hơn trong 4 năm qua khi chỉ trích gay gắt các đồng minh phương Tây, tuyên bố ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, phản đối các lệnh trừng phạt lên Nga và đe dọa phủ quyết nỗ lực gia nhập NATO của Kiev. Liên minh cầm quyền của ông đã chặn các lô hàng vũ khí chuyển cho Ukraine, cho rằng chính phương Tây đang đổ thêm dầu vào lửa xung đột khu vực. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, Thủ tướng Fico luôn kiên định với lời hứa bảo vệ mức sống cho người dân ở một đất nước mà điều kiện sống của nhiều người chỉ đang dần bắt kịp với Tây Âu. Nhà xã hội học Michael Vaseka thuộc Viện Chính sách Bratislava nhận xét, ông Fico là một nhà kỹ trị quyền lực, hiện là người giàu nhất Slovakia, hiện tại ông ấy không có đối thủ. Ông nói thêm, ông Fico luôn theo dõi các cuộc thăm dò dư luận, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong xã hội. Lời kêu gọi tranh cử của ông về việc không tiếp tục viện trợ Kiev đã thu hút ủng hộ từ đông đảo cử tri ở quốc gia 5,5 triệu dân, nơi chỉ một bộ phận rất nhỏ người dân tin Nga có lỗi trong cuộc xung đột Ukraine. Ông Fico, người mà theo các nhà phân tích là được truyền cảm hứng bởi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, cho biết ông thực sự quan tâm đến lợi ích của Slovakia và muốn chiến sự Ukraine kết thúc. Các đồng minh phương Tây và Ukraine trong khi đó cho rằng việc ngừng cung cấp viện trợ sẽ chỉ giúp ích cho Nga. Hồi năm ngoái, Thủ tướng Fico nói với Reuters rằng chúng tôi đánh giá ông Viktor Orbán là một trong những chính trị gia châu Âu không ngại công khai bảo vệ lợi ích và người dân Hungary. Ông ấy đặt họ lên hàng đầu.
Và đó chính xác là vai trò của một chính trị gia được bầu, chăm sóc lợi ích của cử tri và đất nước. Một số người cho rằng ông Fico đang từ bỏ đường lối thân phương Tây của Slovakia và đi theo con đường của Hungary dưới thời Thủ tướng Orbán. Hàng nghìn người đã biểu tình ở thủ đô và khắp Slovakia để phản đối chính sách của ông Fico. Hồi tháng 2 năm nay, các nghị sĩ đã thông qua những thay đổi pháp lý nhằm loại bỏ văn phòng công tố viên đặc biệt chuyên giải quyết các vụ tham nhũng cấp cao, giảm hình phạt đối với tội phạm tài chính bằng cắt giảm thời hiệu đối với tội cưỡng bức. Tháng 4 năm 2024, chính phủ Slovakia đã thông qua đề xuất bãi bỏ đài truyền hình công cộng và thay thế bằng một cơ quan mới. Kế hoạch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đảng đối lập vì họ cho rằng sẽ trao cho chính phủ toàn quyền kiểm soát đài phát thanh và truyền hình công cộng. Cũng trong tháng trước, ông Peter Pellegrini, một đồng minh thân cận của ông Fico, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 trong cuộc bầu cử tổng thống trước ứng cử viên đối lập theo chủ nghĩa tự do và thân phương Tây Ivan Korkov. Ông Pellegrini sắp kế nhiệm bà Zuzana Kaputova, nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Slovakia. Bà Kaputova, một người ủng hộ trung thành của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đã tuyên bố sẽ không tái tranh cử vào tháng 6 năm 2023 sau khi bị đe dọa tấn công.